Xin chào quý vị và bạn trở lại với channel Hùng xe hơi. Ok, sang tháng mới rồi thì em lại cập nhật uh, chương trình khuyến mại giá bán của một số đầu xe uh, Honda City. Uh, cũng giống như tháng trước thì uh, thời điểm này thì cũng là gần như là cái mức đáy của chương trình khuyến mại đầu xe đáp ráp trong nước uh, sẽ kéo dài trong khoảng 2 tháng nữa, tháng 10 tháng 11 trước khi uh, co giá vào tháng 12 vì đầu xe nhập lắp ráp trong nước thường sẽ sản xuất rất là ít vào tháng 12 để tránh tồn kho trong tháng năm. Ok, ba đầu xe Honda City chung chung chương trình khuyến mại và cũng giống như tháng trước thì khuyến mại sẽ dao động vào khoảng từ 20 đến 25 triệu đồng tiền mặt trừ thẳng vào giá bán và chúng ta được tặng kèm vào khoảng 15 đến 20 triệu phụ kiện lựa chọn theo xe. Đa phần chúng ta sẽ chọn là dàn kính, trải sàn và camera hành trình đàm phán cân đối thì chúng ta có thể lựa chọn thêm cảm biến áp suất lốp, nó là ba và bốn cái phụ kiện theo xe là em nghĩ là nên có và chúng ta nên đàm phán với đại lý. Ok, ba à, phiên bản giá bán lần lượt là 529, 569 và 599. À, màu đỏ chúng nó sẽ đắt hơn 5 triệu nhá. À, với cái mức khuyến mại như vậy thì à, mức giá lăn bánh lần lượt dự kiến sẽ dao động vào khoảng từ à, 560 hơn 600 một chút và vào khoảng 630 triệu cho phiên bản cao cấp nhất CDRS. giá này so với Toyota Vios thì thật sự là thời điểm này City chúng ta đang khuyến mại ít hơn Toyota Vios. Vios thì có thể khuyến mại vào khoảng từ 40 đến 45 triệu đồng tiền mặt cho khách hàng ở tỉnh địa phương, cụ thể là Bắc Ninh hay Bắc Giang. Ở thời điểm này thì cũng rất là khó cho Honda để giảm thêm khuyến mại vì thực sự là từ lúc City ra mắt thì cũng chưa bao giờ khuyến mại sâu đến như này 20 đến 25 triệu đồng tiền mặt và khoảng 15 triệu đồng phụ kiện à, trả góp thì các bác chuẩn bị tối thiểu giúp em vào khoảng 180 triệu nhé cho phiên bản thấp nhất và vào khoảng 1 200 đến 250 triệu cho phiên bản cao cấp nhất à, cái mức vay chủ yếu của các bác mua xe hạng B sẽ dao động khoảng 300 đến 350 triệu và để ăn bánh thì hợp lý thì em tư vấn chúng ta nên có khoảng 300 đến 350. Cố luôn mua City RS thì thật sự rất là hợp lý. City phiên bản L thì chúng ta chỉ cần lưu tâm về bộ ghế da thôi. Một bộ ghế da trong hãng thì sẽ có giá dao động vào khoảng từ 12 triệu đồng. Ok, cập nhật nhanh về cái giá bán chương trình khuyến mại của những cái đầu xe Honda City ở quý khách hàng ở Bắc Ninh có hộ khẩu ở Bắc Ninh hay Bắc Giang thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua online đính kèm trên màn hình để chúng ta được tư vấn hỗ trợ và mua bán xe một cách hợp lý tốt nhất và vừa túi tiền nhất nhé trong điều kiện dịch bệnh nhé, khó khăn như hiện nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.